Sâm bố chính là một loại thảo dược quý hiếm được sử dụng trong y học truyền thống của nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Cây sâm bố chính có tên khoa học là Panax ginseng và được trồng chủ yếu ở vùng Đông Bắc Á. Sâm bố chính có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Đầu tiên, nó giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp người sử dụng ít mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh nhiễm trùng. Ngoài ra, sâm bố chính còn giúp cải thiện chức năng não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và nâng cao khả năng tập trung điều này rất hữu ích đối với những người làm việc cần sự tập trung cao độ hoặc những người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh alzheimer sâm bố chính cũng được sử dụng để giảm stress và mệt mỏi giúp người sử dụng có thể duy trì sức khỏe tinh thần tốt hơn ngoài ra sâm bố chính còn có tác dụng giảm cholesterol và huyết áp giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch tuy nhiên những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch Cao huyết áp hoặc tiểu đường nên thận trọng khi sử dụng sâm bố chính. Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cũng nên hạn chế sử dụng loại thảo dược này. Trong tự nhiên, sâm bố chính là một loại cây quý hiếm và được bảo vệ chặt chẽ. Vì vậy, khi sử dụng sâm bố chính, người dùng cần phải đảm bảo rằng sản phẩm mua được là từ các nhà sản xuất uy tín và có nguồn gốc rõ ràng.